Mạng tin tức Hải Nam Trung Quốc cho biết, sau khi đến khu vực trên, đoàn tàu này ngay lập tức đã chuẩn bị mọi phương tiện để đánh bắt cá suốt đêm. Tàu hậu cần Quỳnh Tam Á F8-138 đã hạ thủy 4 chiếc tàu nhỏ hơn để chính thức đánh bắt cá trái phép ở hải vực trên. 31 tàu khác cũng thả neo cách đó khoảng 20 hải lý, lập thành vòng rào đánh bắt sau khi nhận được thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác từ tàu hậu cần. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Tân Hoa Xã đưa tin 32 tàu cá Trung Quốc, trong đó có một tàu cỡ lớn 4.000 tấn và một tàu 1.500 tấn, rời cảng Bạch Mã Tỉnh ở thành phố Đam Châu, tỉnh Hải Nam. Các tàu dự kiến đánh bắt cá trong vòng 40 ngày tại khu vực quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền. Đây là chuyến đi với đông đảo tàu thuyền cỡ lớn nhất kể từ sau khi 30 tàu cá của tỉnh Hải Nam tới đánh cá ở Trường Sa hồi tháng 7 năm 2012. Trước diễn biến này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm 9 tháng 5 đã thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam. Ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và mọi hoạt động các bên ở khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Cùng ngày, tờ Daily Inquirer của Philippines dẫn tuyên bố của người phát ngôn hải quân nước này cho biết Manila đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan đến hoạt động của đội tàu cá Trung Quốc.